Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất là lớn và không chỉ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về đời sống, kinh tế, xã hội mà nó còn là tác nhân khiến nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Và tại các tâm dịch thì để đối phó với dịch bệnh tất cả lực lượng đều được huy động từ những chiến sĩ tuyến đầu đã phải rời xa gia đình, rời xa những người thân yêu để cống hiến cho công cuộc chống dịch không quản ngày đêm. Và để rồi lại về quê nhà là những đứa con thơ đòi mẹ những hoàn cảnh gia đình và cách xa không hẹn ngày về, những người con không thể hoàn thành chữ hiếu. Mới đây thì câu chuyện của Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, chiến sĩ cảnh sát cơ động đang thực hiện chống dịch tại Bắc Giang, đã không thể về chiều tan của bố và bà nội, đã khiến những người chứng kiến không khỏi.